Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua thì chắc là có nhiều bạn đã sở hữu cái bộ tai nghe AirPods của Cotisti. AirPods của Cotisti mà cái loại hai tai do đồ chơi di động.com phân phối, thực sự là một mức giá không tưởng, một âm thanh là ấn tượng cũng như là thiết kế rất là gần như là hoàn hảo như là tai zin. Nói chung là cũng không có gì để chơi ngoài trong cái mức giá đó. Thì hôm nay là thừa thắng xông lên thì shop giới thiệu luôn các bạn cái loại một tai của nó. Cái thừa hưởng chất âm từ bên cái bộ hai tai qua nên âm thanh rất là hay, to, rõ, đàm thoại tốt. Đó, thì đeo thoải mái thì giống như cái tai AirPods mà đây. Nhìn nó hợp kết nối Bluetooth 5.0. Đi ngoài xa xa nó vẫn nghe rõ. Và cái tai này thì nó có tùy chọn là left right, tay trái tay phải, chúng ta mua thì có một tai trong đó thôi. Đó, thì hiện tại mình chỉ có những cái dòng left thôi, dòng tay trái thôi, còn tay phải thì không biết, ngày về thì vô đình không biết, chừng nào có thì mình báo sao ha. Nói chung là cũng chẳng có cái gì đặc biệt ngoài trừ cái giá cũng thơm, rất là thơm và nghe hay, ấn tượng, nghe rõ lắm, to lắm. Đi nói chuyện thì hỏi chuyện cái to mà cái âm thanh nó sao nha, nó chân thật lắm kìa, nghe y như là mình nói ở bên ngoài vậy đó. Mở ra ha, đèn trên đây, cái này loại này thì tích hợp đèn ở đây ha, đèn nhấp nháy sẵn sàng kết nối, cái này là không phải những cái dạng mà hai tay nên để cái iPhone nó cũng tự nhận các bạn, nó không có hiện cái hộp AirPods lên mà nó phải hiện cái, chúng ta phải vào một Bluetooth để kết nối bình thường nha các bạn. Đợi xíu, khi vào một Bluetooth thì chúng ta sẽ thấy một cái tai nghe AirG ha. Đó, các bạn kết nối vào nó sẽ dùng bình thường thôi. Trên này nó có cảm biến, chạm. Khi bạn chạm để ra lệnh nó thì các bạn có thể đọc cái hướng dẫn sử dụng ở trong hộp á. Đó, thì các bạn sẽ biết cách sử dụng. Ví dụ có cuộc gọi đến thì bạn chạm một cái để bạn nhận cuộc gọi. Đó. Ngoài ra nếu bạn muốn lười đọc tiếng Anh, tiếng Trung gì, các bạn có thể click vào đường link bên dưới video này thì các bạn sẽ đọc cái bài bằng tiếng Việt của đồ chơi di động.com ha. Thì cái hộp này nó giống như hộp AirPods nhưng mà nó thu lại còn có phần nữa à. Nhìn rất là tếu. Và cái chân sạc của nó, cái cọng dây sạc đi kèm á, về chân sạc của nó là micro USB chứ không phải là cái lightning như loại hai tay nha các bạn. Đó. Đây, cũng đóng mở rất là đẹp, rất là ngon. Tắt 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 tắt. Đó. Bỏ vào rất là ngầu. Rất là gọn các bạn, gọn không thể tưởng tượng được. Và cái này đưa lên tay, đeo, mình đã thử rồi. Âm thanh thì nó là lớn, sống động, bass chắc, khỏe. Chứ không phải chơi chơi được. Đàm thoại rất là rõ ràng, đặc biệt là cảm giác đeo. Tất nhiên là cảm giác đeo của AirPods là số 1 rồi. Đeo rất là nhẹ nhàng, không có cảm giác gì khó chịu hết, đeo cả ngày cũng được. Đó, bây giờ cái bộ này thì nói về pin của nó thì pin của nó là chờ được 24 tiếng nha. Tối đa 24 tiếng, công nghệ Bluetooth 5.0 nãy đã nói rồi. Đó. Và có cảm ứng trên tay, cảm biến trên tay. Thì cái này để coi nào. Nói sơ sơ về cái pin thêm tí nữa. Thì cái pin như vậy nó sẽ cho cái thời gian sử dụng là như thế này. Thời gian mà chơi nhạc liên tục ở mức volume lớn hết cỡ là 1 tiếng rưỡi. Cũng ok lắm, không đến nỗi. Và nói chuyện đàm thoại, nói chung gọi điện thoại thì khoảng được 3 tiếng rưỡi. Sạc đầy cho cái tai nghe khi mà bạn bỏ vô cái hộp này nè, sạc đầy cho nó là 40 phút. Đó. Còn cái hộp của nó hả? Từ từ nha, cái hộp trên này nè. Cái hộp mà thời gian sạc đầy cho cái hộp là khoảng 8 tiếng. Ôi lộn, xin lỗi, 80 phút. Tối rồi, mắt mờ quá, đọc không rõ nữa. Và nó sạc được cho cái tay này khoảng 5 lần. Tại vì mức như cái hộp pin rồi này là cái hộp sạc á là pin là 220 mAh, còn cái tai nghe này là pin nó có đâu mấy chục à. Nó 1/5 như vậy nên nó sạc được khoảng 5 lần. Rồi nó không thấy nó ghi gì trơn. Khoảng cách kết nối 10 m. Thí sử dụng mèo thanh tiện ngọ mùi thân dầu chút hơi không thấy. Ok, thì nó ghi vậy thì mình cứ tin như vậy đi. Thực tế sử dụng thì có thể nó nhiều hơn thì tốt, mà không ít hơn chút xíu cũng được. Đó. Tai nghe tuyệt vời. AirPods. Bây giờ nó còn một tai thôi. Rất là tiếu, nhưng mà thật sự là mình thấy là chất lượng, rất chất lượng so với tầm giá này. Có gì các bạn cứ tìm hiểu thêm và xem thông tin tại đồ chơi di động.com các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.